đẳng anh kháng thù bài ư, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cương vào. Nam Cung Sơn Hà và Bình Ngô Đại Cáo được xem là tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, thể hiện tinh thần tự tôn, tự chủ, khát vọng hòa bình của đất nước. Càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Chương trình